Đây là khoai mì mọi người. Đấy. Khoai mì nha, không phải là khoai lang nha mọi người. Vườn mì rất là to mọi người. Chứ có cụ chưa nữa. Đi xem. Này, cụ. Này, cụ khoai mì mọi người. Đây là ta mới chọn mọi người, như tủ chắc là nhỏ mọi người. Đây. Đây là củ khoai khoai mì mọi người. Đây là khoai mì mọi người. Còn đây là khoai lang. Đây. Khoai mì thì màu trắng mọi người, có này, nó mới mình mới đào mọi người. Nó khác nhau hoàn toàn lắm mọi người. Khoai mì là có mẫu nhân. Cái này là mình nướng á mọi người, mình nướng ăn cũng được mọi người, ăn cũng được. Nhưng mà Vi ở đây Vi không có lửa Vi nướng á. Nếu mà có lửa Vi nướng cho ăn cho mọi người xem luôn. Ăn được chứ mà không được đâu mọi người. Để Vi gọt khoai mì cho mọi người xem nha. Đây, trắng luôn à. Thôi. Đó. Khoai mì này mình ăn cũng được mọi người. Cái này người ta thường làm bột mì thường là làm bột mì với bột gạo gì mình không biết, này ăn cũng được đó mọi người. Nếu mà cái này mình luộc là ăn được mọi người, mình luộc hoặc là mình nướng á, mình ăn ít thôi, mình đừng ăn nhiều mọi người. Cái này mà ăn nhiều là rồi luôn á. Khoai này là mình phải luộc hoặc mình nướng mọi người, ăn một củ hai củ thì được, chứ mà mình muốn ăn cho no thôi mọi người. Cái nào cũng vậy, mình ăn ít ít thôi mọi người. Nếu mà mình ăn nhiều thì đâu có tốt đâu. Mọi người xem nè. Đây là khoai mì này. Đây là khoai lang mọi người. Thấy không? Khoai lang nó hơi vàng vàng. Khoai mì thì nó trắng tinh mọi người. Tại chất bột. Chất bột nó rất là nhiều luôn. Cái này nè. Người ta thường làm bột mì mọi người. Đây. Khoai lang với đã gọt xong mọi người. Đây là khoai lang sống á. Mọi người thường ăn khoai lang chín mọi người. Ăn khoai lang chín. Thì Vi hôm nay Vi thử thách Vi ăn ngược lại, Vi ăn khoai lang sống mọi người chưa có luộc. Xem cảm nhận như thế nào nha mọi người. Vi mọi người nha. Bùi mọi người. Bùi. Rất là giòn. Khoai lang này mình luộc là ăn rất là bùi mọi người, bùi thơm. Nhưng mà khoai lang này phải ăn sống á, ăn hơi giòn giòn mọi người, béo béo mọi người. Ngon. Ở đây cảnh quay quay là Bắc Tân Nguyên mọi người. Đây là Bắc Tân Nguyên. Đây là theo Vân Lân Vi là khoai mì. Ở đây chim kêu gà gáy mọi người. Đây là rừng rất là hoang vu nè. Ở đây là cách đi rất ngon mọi người. Ở đây không có bóng người luôn. Ngon mọi người. Khoai lang sống ăn cũng ngon mọi người. Có mẫu mọi người xem nè. Biết được. Ăn giòn giòn ngon mọi người. Nhưng mà hơi thơm.
Hoa lan mình luộc thơm không người? Mình luộc thơm, vừa thơm vừa bụi á. Bây giờ khoai lang này, khoai lang sống nó mới có mẫu mọi người. Mình ăn vừa thôi, ăn nhiều quá cũng không tốt mọi người. Coi như là Vi ăn thử thách đó mọi người. Mọi người thấy Vi ăn thì mọi người bình luận tùm lum luôn. Nói ăn cái này, ăn cái kia mọi người. Thật ra thì Vi biết chứ. Làm video thử thách mọi người, thử thách Vi ăn thử xem như thế nào thôi. Chứ không hề mà ăn hết mà no luôn mọi người. Không được, không có vụ mà ăn hết cho no rồi có hại cho sức khỏe đó mọi người. Chứ phải Vi làm một cái là Vi câu view, view ăn cho tùm lum tùm la rồi câu view mọi người. Chả có ai like cho Vi đâu. Bây giờ Vi thử thách thôi. Để Vi xem cảm nhận ở ăn rồi ăn khoai sống như thế nào thôi. Ngon rồi. Vì là Vi luộc mới Vi mới dám ăn nha mọi người. Mũ nhiều quá. Thôi Vi cảm ơn mọi người đã xem video của Vi nha. Nếu thấy hay mọi người cho Vi một like, một cái đăng ký kênh nha mọi người. Và mọi người nhớ đừng quên comment góp ý cho Vi nha mọi người. Chào mọi người.